đó, tỉa nó sơ sơ ra đó, đó như vậy là nó đầu này đây. Đúng rồi, nhưng mà đừng có nhổ sát. Thế làm sao? Đừng nhổ xa xa nó ra. Tôi hát về bác á, là bác là phải bỏ cái lúa này. À rồi. Nhổ. Chỗ để chay này cũng có hột đâu. Rồi, nhổ cái tỉa ra. Cái này nó đang chuyển. Chỗ để nhiều nó không có hột đâu. Rồi, ok. Cảm ơn nhiều. Cái này là đang là sắp sửa giỗ tổ vua Hùng nè. Người ta đang chuẩn bị làm giỗ tổ vua Hùng. Đó. Rất là quý giá. Đấy, thấy chưa? Lúa đã về trên ngã tư quốc tế. Có người người ta đến người ta tưởng đâu lúa mọc tự nhiên lấy về cho chim. Bảo trời ơi không được đâu, cái này người ta đang trồng, người ta đang làm văn hóa truyền thống mà. Uống cà phê chưa? Về tối nay uống cà phê giao lưu nha. Rồi hát về bác à, đoàn viên ở tỉnh à. Đấy, khi mà bà con thấy lúa trên hè phố nghĩ là cỏ hoang, đến khi nó lớn lên thì người ta lại chuẩn bị để có những cái văn hóa để mang lúa trồng vào trồng hoa để hát về ca ngợi, không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta.